chào anh, chồng của em. Cuối cùng thì sau 8 năm, em và anh cũng đã có một cột mốc mới. Chúng ta từ những người xa lạ trở thành bạn bè, rồi thành người yêu, và bây giờ sẽ là vợ chồng. Em thực sự rất là hồi hộp, lo lắng, và hơn hết nữa đó là sự biết ơn. Hồi hộp vì đây là sự kiện mà có thể cả đời em sẽ không bao giờ quên được. Em cũng không biết nó sẽ diễn ra như thế nào, có được mọi người chúc phúc hay không. Em tự hồi hộp và tự phấn khích cả tuần nay anh ạ. Nhưng mà em cũng khá là lo lắng. Quá trên vai một tên gọi mới, em không chắc là em sẽ làm tốt như thế nào, sẽ phải làm những gì. Nhưng em tin là chúng ta có đủ sự chân thành, thấu hiểu để có thể ở bên nhau một cách trọn vẹn nhất. Thưa quan viên hai họ, hôm nay được sự nhất trí của hai bên gia đình để họ đồng trai chúng tôi đi đến cái lễ đóng dâu hôm nay. Anh đã chuẩn bị rất lâu và rất kỹ cho ngày trọng đại hôm nay của hai chúng mình. Anh sẽ không muốn kể nhiều về những đêm anh thức khuya để suy nghĩ về ngày hôm nay phải diễn ra như thế nào để thật hoàn hảo. Anh chỉ hy vọng em sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc như giây phút này em nhé. Và anh muốn nói với em rằng hôn nhân không phải là bến đỗ, mà là con đường anh và em đang đi, đang vun đắp từng ngày. Cùng nhau bước tiếp trên chặng đường sắp tới em nhé. Thank you.
biệt mà duyên số đã dành tặng cho anh. 8 năm qua anh luôn mong muốn được ở bên em, được chăm lo và được yêu thương em. Và chặng đường sắp tới cũng vậy, người mà anh muốn tiếp tục đồng hành không ai khác, đó chính là em. Có lẽ em sẽ không tin, nhưng lý do thật sự anh để ý và bắt đầu tìm hiểu em là từ giây phút đầu gặp em tại lớp học hè đại học. Một cô gái với vóc dáng cao ráo, khuôn mặt dễ thương và một sự thu hút đặc biệt đến từ trong con người em. Thật ra anh và em có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ cùng nhau, nhưng đối với anh, đáng nhớ nhất thì chắc là chuyến đi chơi Vũng Tàu bằng xe máy em nhỉ. Vui có, buồn có, cùng nhau ăn những món ngon, chụp hình thỏa thích và đặc biệt là mệt rã rời khi về tới nhà.